Chúa. Xin chào mọi người nha, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm hoa văn dễ nhận nhé. Lớp mai lại nhận một lắm. Đó.
thích mua cái kiểu trứng vệ đính mà dài á, trứng vệ đính từ áo mà có gối á, mà nó không bị tí mà chỉ có rẻ thôi á, mà chỉ thích chỉ vài cái vải thô thô thôi, chứ không phải là mấy cái vải có dạng kẹo kẹo là bị thô á, rính bị thô. Chỉ đang muối cho hạng không bị chất hả? Kiểu chứng bị dai đó, dai quá gũi mà đẹp. Tại vì chúng ăn thêm nó. Bây giờ mặc mặc nó thoải mái á, mình đi làm mặc mấy cái bí luôn là thoải mái hết, đời đời bỏ cái vùng nó hơi nhiều á, bỏ cái vùng khỏe cũng luôn muốn cặp hoặc là mua vàng muốn vàng muốn cặp ấy, mua vàng muốn cái tội giáo của tụi em mặc nhìn cặp ghê, mua mặc cặp đó. Ủa, đừng mua cái lú, lú lú kém lắm, nó kém nó đen lắm. Nhưng mà những cái tụi em mặc về. Thank you.
Chị nghĩ đắng nữa. Em ngay là em cứng cân gà mà 44 cân 42 cân mới cứng cân heo của nhà nhỉ, còn lại 41 cân hơn mấy. Chưa ăn 4 cân đâu đi. Cũng là bị sai đúng không? Chị nhớ chị tỉnh như cân sai. Em 4 cân rồi mẹ cứng. Ủa 40 cân hơn đấy, 40 cân 2 đấy. Chị vậy, cân gà mà cứng cân chị con gà con rưỡi mất cũng xuống mà chưa gà cứng nào mà cũng sống mà đến năm cứng hai cứng được mấy chị ăn nó cái này ăn bụng nó sống sẽ đầy sống sống nhiều đứng ăn cái cũng ngay như mua gì bị quậy nở như nữa em đấy bị bụng bụng cái đấy hai vì bộ tay ăn giả ăn đợt một buổi bụng cũng bạn mất nó ăn hôm nay ăn hai cái bụng cho mày đi. Em bay được phụ nữ em xong rồi hả? Thank you.
lúc mình đặt lý sử không do vậy đó chuyện gì ha còn cái chuyện đấy xong về mình còn ngủ từ một giờ tới sáu giờ chiều anh ấy ngủ làm hoạt động xong một buổi tối bảo bộ ngủ hôm nay hết 18 18 tháng chửi chửi đúng rồi nha con mua đi đi mua khăn đi xa thì nói gì đem về cho mua ba cỡ chục cân mua cái gì ăn đi mua cái những bạn chậu chưa tin tưởng nhá tin tưởng nhá thôi anh mình chỉ có bạn mới giới cháu đó vậy. Ưu tiên cho khách phải không? Di không mua cho khách con đâu. Em nó cần mua chỉ mua phải không?
Em vừa ở trên em hả? Vừa đi chỗ chị nó. Đã lại phải nói này, trong một nhà mẹ đứa con có con đẹp con xấu chứ đừng nói người mê người đẹp người xấu là cạn dòng ngộ luôn. Năm ngón tay, từng ngón tay, chị không thì mua đầm ngoài nữa, chị không thì mua đầm ngoài nữa, chị không thì mua đầm ngoài nữa. À, được khi mua đầm cưới. Anh định đúng không? Lỡ bơi em bưng nghệ em bưng chó. Lỡ bơi em bưng nghệ em bưng chó. Mua em bưng nghệ không? Bưng đúng không à? Bưng nghệ đúng không à? Bưng quá à? Nhanh đi quá. Chị gọi hay quay hẳn, chị hay quay hẳn mấy cái đô đô thôi, chị có tìm hiểu hẳn. Mà đăng, mở tiếp đi. Vì là hẳn bị dù thăng hẳn, bị dù thân thủ không? Chị hay gọi chị thì nắm miệng. Chị gọi nó không. 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 Mấy đang bị chặt một tay đó, kệ đi. Trời ơi, mình điên à. Bỏ cái tay ra chặt luôn. Kệ đi. Bây giờ muốn chặt tay điện khỏi chơi à? Trừng thanh đấy nè. Thấy hay rồi.
xin chặt ngón tay mà hàng của hàng của chứ bay. Nhưng mà cuối cùng là bị đứt ngón tay, mà vẫn không được cái chuyện. Ba học được ra là chúng ta không thể chắc tới. Ê, nói chung là dương thì ít mà ngoài tạo hoa là nhiều đó. Bắt là đụng bụng bụng lắm á. Wow. Wow thiệt. Đúng. Em bị thằng này quá thằng em á hả? Vừa đẹp chứ. Như thế này nói biên. Em tự em gửi em á, đủ của em như giặt á, xong rồi lại mới đúng không phải vậy. Em gửi cho em để em thử thân sống như vụ học bật qua vụ học như nghĩ thông tin vụ học như kinh doanh. Thank you.
dù trong đại nhân nó sẽ không sẽ con mỹ rồi nó sẽ có một cái cảm nhận, nhưng nó đi ra để vô cảm nhận mẹ cũng được. Ví dụ như là con bị như thế nào nó phải đã nó có tiền của đội đội nó sẽ có cái điểm ngoại tâm gì đó chỉ dư tiền nữa mẹ hẳn mẹ kiểu rồi đó xong rồi về thăm đi lên để tiền của đó để ra về là chi gọi cho tiên còn đi mẹ cũng được thằng lớn chưa thằng nhỏ nhỏ lắm thằng đó nó lập ấy năm hai thôi bữa đi vẫn con về lên đi tiên mặc dù là năm hai nhưng mà về hạt cũng về đi lấy tiền để cho tiền nữa hả? Ừ. Về cũng vui được năm hai nó cũng vui được chỉ còn kéo hai mặt nữa không nhưng mà chắc để tiền tiền thằng nào cũng đi về về chín năm đấy trưa thì hai giờ thì chơi nhưng mà trưa thì hai giờ mẹ hơi buồn khỏi lúc lắm mẹ đi đó hai tháng hai. Năm hai tư hơi sáu tuổi chứ đó hả? Cái tôi hả? Lính hả? À, tức là mình đến chủ đề đó hả? Tên vai nha khả giáo. Thôi thôi thôi.
thì đôi khi dừng câu câu để cho bạn đang qua bên với con nữa ấy. Có thi đâu anh? Chị hỏi gì điều chứ thủy sản ăn được quá. Chứ thủy ăn thủy sản ngon quá. Chứ thủy sản ngon quá. Đi xa là ngon, thủy sản đi xa ngon. Dễ sinh lắm, dễ sinh lắm. Chỉ cần ra đưa mà em chiều đi là được á. Thủy sản Thủy dễ sinh à? Thủy là làm mẹ con Tứ ơi đó. Nhưng mà làm thủy sản sửa hơn. Thủy sản thoải mái hơn. Thủy sản nó đi thị trường á. Thủy sản đọc quá hả? Đọc chi múa? Phương Lập đông gãi á. Con trai không bao giờ hay nữa. Con trai là hàng đi thị trường thôi. Hàng ra mình nữa. Không bắt bến. Đi này, viên gì anh để kỹ này. Giống như về chúng nó cả lương với cả trợ cấp là 20 triệu. Mà hẳn không, chúng nó chỉ nói nên là mà hàng bán được thì răng. Đi thị trường không bán được thì răng mà. Chỉ hẳn cũng, chỉ hết hẳn cũng. Chúng hắn nói chỉ hết hẳn cũng sẽ không đòi gửi việc mình luôn. Mà hẳn kiểu như hẳn cũng tạo áp lực cho mình. Mà mình để thôi mà ai cứ li li mặc ra làm hại luôn. Chứ hẳn không được việc. Bán được cũng được. Chị chưa được. Thì phải cô để mà nuôi được chứ làm không ai nuôi. Vì lại là gì em hả? Vì em không để cho ngoài nữa. Bởi vì thương trong nhà thứ vậy. Gặp mẹ hả để ơn cái nữa chứ. Đi tu à? Đi tu à? Đi tu à? Chị gì thắng thứ? Ừ, mà hai mẹ nắm được thứ. Mà đại hai được rồi mà quên mất đó. Mà về đại nhanh đi mẹ. Ừ. Hai thằng này đang ngang nhau nữa. Hai thằng này đang ngang nhau nữa. Chín tám thì nhỏ hơn chị tuổi mấy? Hai ca hai. Ừ, mà gì tuổi rồi chứ em? Mà khóc á. Chưa ra chị
bên nhà mình ngoài em á, thằng đô ấy. Nghe thế, mình di định hệ thằng đô ấy. Điều hai chị em đó hả? Nhà nhiêu gì không? Sợ gì luôn. Sao anh vẫn mơ giống như thằng Vương vẫn sống tịt về thử mọi mọi. Sống được khi mùa vườn em đi đang đi xuống về công đảm công đảm thứ mọi người đang tịch công đấy sống công giá 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 đó sống thằng em gọi biết không gọi giá thừa lại nhà cho lấy nó như gì cũng phải ở đi chỗ em hả? Nó cũng ở đi chỗ có nghe em hả? Trong ở cái trung lăng à? Trong trung lăng à? Dạ trong ở trong lăng đúng hả? Trong cũ là ở trong cung lăng hay đang? Ừ gì mà cười gì à? Về nhà về. Mọi người đã không nên nói gì. Chị 76 tuổi thêm 76 tuổi thêm thì thêm đấy thêm màu, một là màu, hai là thân. Tụi mẹ vô cũng dạo luôn. Mẹ chị đi giống sữa. Mẹ chị thì trong thì 18 tuổi. Mười tám tuổi là trong á, ứa trưởng lọ nữa. Thì đó nó mẹ chị đó do ung bên ngoài mất sớm, mất từ lúc mẹ chị 7 tuổi. Mới ở về mẹ nói á, nó phải lo từ lo cuộc sống chứ. Không có ai hết, đường chắc mẹ chị bị di chuyển có ai mới thôi, bên ngoài á. Mẹ da thôi là anh cho nó lên trong đi chứ. Là mẹ đồ da thôi phải lo lên trong. Là chị ra 71 hơn 5 tuổi.
3 tí thôi nữa mới 24 tuổi mấy. Nó vừa đó. Nó chỉ 18 tuổi, 3 tí 24 tuổi. Hơn 5 tuổi. Ủa sáu tuổi luôn. Yeah. Bị bẹt mẹ bán sơn vì mẹ sơn bỏ bỏ bố yêu rồi. Bị bỏ bố yêu đó. Chị quảng cái như hả? Còn bữa tới đi tưởng chuyện được bữa tới đi tưởng chuyện mà mình vừa đi thì quảng tuyên thủ không đi đi quảng đây ôi chưa đi bên nữa đi chưa bên về mà chưa bên về mà không chưa cái hồi là mình định ở đây ăn á là mình ăn ở đây chưa. Tung thiền vương cây dừa gần liên phạm long thể sĩ không phải không phải khoảng cách đi lên đi này đi lên đi còn mình đến đi vẫn nhúng nhúng vẫn thủy ra cũng duyên vẫn nhật cũng được. Vừa về sớm vừa làm nữa mệt thế hả? Mua chặt mến để khẩu trang một cái chứ đeo một cái che mặt đó đi
À, để em kể lịch sử mua khẩu trang của em này. Lần dịch đầu tiên em mua với mức giá là 280.000 một hộp. 280.000. Gì biến à? Lần dịch đầu tiên mà năm ngoái thế. Đồ tệ trá thế. Ừ. Đồ nợ sơ mà, đồ nợ dịch. Cái đoàn dịch năm ngoái bữa ra là 280.000 không có để mua nữa. Vì sơ, vì đồ nợ bởi gì đó. Lưng tiếp theo. Lưng tiếp theo. Chứ 280.000 đập cháu. Lưng tiếp theo mua mức giá là 100.000. Dạ nó bữa ra gì để cho em mẹ ngủ đó. Đi 178 chứ mình đúng mọi giờ lần. Đi chơi. Đi chắc. Nhà phố bị chuyện khi mua bị hết đường. Bị nhiệt đó. Có gần mọi đại hát hồ cái tiền để em hồn. Gì chỉ đâu lại mua mấy hồn 50 à? Hồn 50 à? Có con liên bạc mày không? Con người để được cái lòng nó cứ kêu là chị rửa hộp một lần cho mẹ đi. Còn mỗi thứ xuất hiện được cái
chị không nghe, chị nghe anh có thể dễ chị không? Cái tụi chị đi thì chị cũng mặc được. Mới ăn được có mấy món khác mà. Nhưng chị sẽ ăn cà mũ. Cà sủ. Tôm sủ. Có cà sủ nữa. Chị ăn cà sủ không? Chị có ăn cái dưa. Còn cái dưa đó. Còn là còn cái dưa đó. Chị còn là tôi có sao có tôi thường chị còn việc tôi đang ở chỗ đó thì đấy là nhớ tên ý cái bộ quần ít cái bộ chiếc cái bộ cái đến cái góc cái xuống cái đồng đồng trẻ đấy. Chúng ta đã có một con. Có cái bụ nữa. Có cái bụ nữa. Ê, có cái bụ không biết khả khăn nữa. Em mới hào lô tố đó hả? Chúng ta đang xuống máy. Vẫn cũng đang xuống máy, mệt rồi. Thôi hả, không đang hôn đi. Chị thích nghe. Chị thích nghe lúc không đang hôn. Chị thích nghe đang hôn. Ui, mày cầm bổ như thế đi. Chị được 5:20 mới sống quá. Em lâu nữa. Chị mới chưa mượn 1 tiếng máy. Chị mày điện đó. Chị mày đó. Em mượn 1 tiếng thôi. Em có cái bấm móng tay đấy không? Mệt. Chị kiếm được đưa một tiện nhé. Chị kiếm được một lần. Chị kiếm được nghỉ ngơi thư giãn là Thank you.
Cái cắt cũng từ 7 bên đi không? Bộ chi cắt đi. Bộ chi cắt đi. Bộ chi bộ chi cắt cắt. Dai quảng lắm. Đi ra cắt công kịp á. Có chút tổn. Đi đâu? Muốn đi bố cắt đó. Đi đâu? Đúng không? Chị nói thì cắt này. Đánh phun đi. Đánh phun lại một. Hai. Tức thôi, tức thôi, tức thôi lại, tức thôi. Em đi nói em tức thôi lại. À, chị nói hả? Chị cũng nhớ chị nói chứ nè thầy. Chị cũng nhớ chị nói chứ. Nhìn chập lại, nhìn chập lại, bây giờ thiệt luôn. Khô lâu tức, tức rất. Chơi qua cái bộ cắt mình thấy mỏi quá.
chỉ đi 50 gram. Có ra không? Đúng không? Đi hồi lại em đi chứ. Dạ không, chị Thanh nhanh lên cận về. Chị Thanh nhanh lên cận về. Cái gì chị? Cô ra không? Mình chung hoa đấy, bạn không tập gì. Gọi hộ đi á. Alo, dạ không ạ. Sao có gọi nữa, chị cho bà hộ một đám lâu nha. Chị cho cái phụ yêu bọn đã có. Cái đóng cái bao nhiêu tiền đấy? Có mấy cái con loại đi đó. Đó họ nó có bắt rõ. Biết cái đó. Diệp Hang này. Diệp Hang. Thì ông một cái là lên nó. Có nó có một bên nữa. Chị có cái mò vịt nữa. Chị lại nhìn vào đây đó. Tiên bố có sữa. Sao vậy? Không thiệt đó. Bình thường em mua ở ngoài nó cắm ra rồi. Không thú khốt. Mà ở đây là chỉ qua một bình trẻ. Một bình trẻ của người mà cũng không thể cho. À cái ní á. À, cái ní hả? Cái cạnh thế. Vốn tường cạnh mà ngang đi xong con cỏ bên nước là hai em nhú hai luôn rồi luôn hai cái cạnh gì đấy tạ hơn đúng thì tường cái loài đấy này tự nhiên vào một cái gì của liên tử vậy thì không gì vậy lâu mẫu đấy ối cái loài này chị em chịu được cố đi loay đi nhé để em biết em đi rồi mẫu biến lần ái cố để từ từ để tìm cái mẫu đi đó lâu mẫu đó từ từ để tìm cái mẫu này thế là mới thấy không phải nhỡ đặng còn cá sì nhiều biến thì chi mà mua mua rồi mất kết hết
Ừ, cái này nè, cái loài này nè. Biết không? Hả? Cái này kiện đó. Thế? Thôi. Thôi thôi, để thôi cho người ta biết đi. Mời mới đó. Vũ hầu. Ủa cái loài này kiến gì? Để chị qua tà ôm ấy. Chị Hoàng ơi. Chị đó. Hử? Đâu quá à. Em thiệt hả? Không cho đổi thiệt hả? Không cho trả thiệt hả? Thôi thì nhưng nhung từ lâu loài mất. Dạ. Ủa từ lâu loài em lâu loài. Thôi. Thôi em chung. Thì đúng là hôm nay thì em được bà em đang ngủ vô thì chị thấy bao hồn bí hạng này bị thủ cảm ấy. Thủ cảm như thế nào 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 đi đâu chứ? Đó cái gió đi rồi á, đi rồi, đi rồi, đi rồi, hai cái này, có những người
Ê, cái kem cho chị mời cái kem á. Trà ơi, cái này chị biết rồi. Kem màu đấy chị biết rồi. Cho mời nó. Cho mời cái kem đấy. Em chưa thể ăn nữa, em thử cái loại nữa. Thế chứ nhưng em đổi khẩu trang lắm chí, khẩu trang bên tay em có nha, em có đây. Thôi em thử luôn loại với em múa rồi. Xong thay đổi. Có vẻ rất khó khăn. Mà dẫn vô đó. Cho cái loại bên thương mà nha, em có đó. Chừng 50 cái bạn 50 cũng chi nữa ngoài những lời á. Thì mí á. Ừ. Ừ, bạn 50 chơi lắm chứ. Không, chị biết rồi, tại vì chị có mua rồi. Thì chị có mua lắm rồi. Số án bị tham trong vụ án trong một chuyện đúng. Thank you.
chị cũng chị cũng chị cũng chơi nữa để lại ham em bán để lại ham em bán lại thì cái quán thì để bán kem ba bình kem ba bình
cái điện nó mất cái này. Đi gọi bà đi không? Bà đi không? Bà nói là có đi không? Bà nói là có đi không? Cái gì? Bọn khác không? Không, tụi nó mẹ đẻ thôi. Mẹ đẻ phải trẻ thôi. Không biết được đâu nha. Không biết tự đâu đi ăn chứ có như món á. Chỉ là ăn như chỗ đâu đi có món gì trên ga đâu chị đã thế. Chị? Chị nói quán bán gì đó quán bố. Ê, đừng đi quán linh tinh rồi. Linh tinh rồi. Mà chị chú giờ à? Chị không chú giờ à? Nó ngon băng tín tín lắm. Chị ăn rồi được. Có biết không em gửi quả không? Chưa mang thì mang thôi chứ. Thì chị chưa mang thì mang nữa. Không phải là chị nói đi cà phê chị đâu, dạ em nghĩ là chị nói
Băm chỉ cho 5 giây. Mình đi cà phê mang lưng hai lưng thúi chứ ngại. Ừ, thử thách đó. Chỉ nhớ điện thoại ở cả đời ngay gọi hết. Bây giờ không để chị quay, bây giờ nói là chắc ngay gọi mà. Đừng để chị đôi bé bé nữa. Mà quay gần 2 tiếng rồi mà tự nhiên cũng chị quay. Có thể vậy. Anh cho chị mượn cái cuồng xinh xanh nữa thế. Nhì. Cho chị mượn cuồng xanh. Có năm đi ra cọc cái chi chân ga mày ai có chi mày đẹp chân ga à chân ga có đừng ngay chân ga sợ tắt nghe đừng ngay chân ga sợ tắt nghe anh nhìn thấy ở luôn á
Chị cũng có chị đó. Mà chị không có đôi nữa. Nó mặc chậm mặc nhiều quá, kiểu như mặc chậm nhanh á. Dù đẹp cửa chỉ mặc hai ba lần thằng chả. Kiểu bí mùa mặc cái bộ này cũng mặc cái bộ chả. Đừng là sẽ áo cung mà tự nhiên là cái áo nhớ lại. Đúng rồi, có cái áo nữa đấy. Nhắn á, không nhắn. Các bạn rồng mới ý là mỗi lưng mặt là một mặt nó phải ủ lại cũng bị nhắn. Cái gì nhắn?
một tiệm, hai tiệm là nhiều. Hai tiệm là nhiều. Chơi chơi 70 ngàn đó. Nói giọng bình thường. Sao mà nói giọng cái mô hình này. Nói đi.
bạn nói gì không thì con nói ai dân võ em còn nhiều phục lắm, em còn 8 phục. Bên sập đứng tụi bé cõng nhung rắn chí hiểu này về khẩu trang gì đi mà nói Nhi. Hiểu không? Ở đây, ở đây. Ở đây. Hiểu không? Chẳng hiểu chị nữa. Cái nục đúng không? Nục có cỏ hên trong khoắn lại á. Ra răng. À. Ừ, con người em đi ra răng. Cái hình cổ cái chim mốm á. Mày ý tên cổ cái chim mốm á. Bình thường đúng không? Ờ, hay là không? Hồi nữa mình nhớ mình hả? Hiểu, ai cũng nghĩ vậy nổi mép cũng chứ. Đang hôn lên có cái gì người gọi được hết hả? Đang hôn lên có cái... Chị biết cái trinh đoan xanh xanh cho đang hôn này. Chị biết cái này là trùng thầy cho cho con này. Ừ, cái này là kiểu như hiểu cũng hiểu lắm. À, đừng nói là họ đang quay nè. À. 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 Đang đăng, đăng mở cái đô lên của mình nữa. Hiểu. Ừ, nhẹ nhẹ.
vứt đi. Này nó phú phải không? Ừ, tỏ tỏ ra. Con em thử ra đi, em thử ra ngoài đi. Em à, tôi hiểu rồi nhá. À hiểu rồi. Ê điểm như mình nhả tính cả buổi tối bằng tỏ tỏ ngoài luôn á. Bà bụng đỏ bụng cho nó bụng đánh không phải tôi thì luôn không đến như thế này. Sau nhé. Xin chào các bạn, sau đây mình tiếp tục hướng dẫn cách làm chiếc thuyền bằng thanh tre.
đây chơi là mày có đi hả? Tin đáng thế này ngủ đi anh mệt thế. Anh nó giống như xôi điện ở lúc em nhớ em ngủ à thế đi nói em suy nghĩ em nè. Chuyện lại em cứ nằm yên lại thôi.
quên cho có nào luôn. Mày chụp clip chứ bằng đô xin nha. Xin mấy cái đô mà phải xin chú về đòi ăn mua đôi cho mày nha. Mày đi mày đi. Có sườn đi đâu có sườn nè. Xong mới ăn cơm nha. Thank you.
mình để đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.